Hello, xin chào buổi sáng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Chắc các bạn đọc cái tựa của video này thì các bạn cũng biết là mình sẽ nói gì và làm gì xuyên suốt cái video này. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với một cái video mùa hè, đó chính là 1 triệu outfit mùa hè challenge dành cho local brand. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tới một cái local brand rất là thân với lại mình để có thể làm cái challenge này. Và chắc chắn thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai khách mời, đó chính là Lâm và Danh. Và lát nữa khi mà họ tới, mình và Lâm với lại Danh sẽ cùng nhau đi vào trong uống một ly cà phê, ăn một cái gì đó cho bữa sáng để có thể bắt đầu cái video ngày hôm nay. Chứ thời điểm này thì các bạn cũng đã xem cái video người bí ẩn rồi và các bạn khen cái tóc của mình khá là nhiều, do đó ngày hôm nay mình không đợi nó và ngoài ra thì mình đeo cái mắt kính để Quân có thể giúp mình làm một cái hiệu ứng, một cái effect hôm trước các bạn đã thấy trong cái video Sneaker Fest. Ok, bây giờ mình sẽ không nói nữa. Let's go. Hey, xin chào các bạn, và bây giờ thì ba anh em mình cũng đã tới cái địa điểm đầu tiên, cũng là cái địa điểm duy nhất cho cái video này. Thì đây chính là một cửa hàng của một local brand rất là thân với lại mình, có tên là Bad Habit, và mình đang ở tại một trong những chi nhánh của họ ở ngay địa chỉ số 93 Rạch Bùng Binh, quận 3. Để có thể hoàn thiện cái video này thì tất nhiên là mình sẽ có hai khách mời giống như mình nói từ đầu video này, và hai nhân vật này các bạn đã gặp trong cái video 100 đô rồi. Thì tất nhiên đối với video 1 triệu outfit mùa hè dành cho local brand không nào thiếu đó chính là anh Lâm nè. DJ74 man. Danh. Yeah, mình là Danh. Ok, và bây giờ ba anh em mình sẽ đi vào trong để có thể hoàn thiện cái video 1 triệu challenge outfit mùa hè dành cho local brand. Let's go. Và đây chính là founder, là owner, chính là Hoang với lại vợ của Hoang, là owner founder của Bad Habit. Và một lần nữa shout out tới Hoang và vợ vì đã hỗ trợ Powerball ngày hôm nay có thể tới một trong những cái chi nhánh của Bad Habit để có thể quay cái challenge 1 triệu outfit mùa hè dành cho local brand. Cảm ơn Hoang, chắc là cho Powerball xin phép là quay ở đây một chút xíu và làm cái challenge này nha. Ô, với lại hôm qua Hoang có nói Powerball là đối với lại mua hàng thì sẽ ở trên Facebook hoặc là Instagram, nhưng mà hôm qua thì Hoang có gửi một cái website đúng không? Nhưng mà mặc dù gửi website cho Powerball lựa đồ thì cũng đâu có sai Powerball đâu. Không, Hoang đã chuẩn bị một vài cái áo có sai Powerball. Oh yeah. Ok. Bất tài vô bất tài. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu cái challenge này với 1 triệu và để xem với 1 triệu thì chúng ta có thể mua được bao nhiêu món đồ, không chỉ một cái áo thun, một cái quần, mà để xem hôm nay thì mọi người sẽ ra về với cái món đồ này nha mọi người. Let's go. Bad vibe. Mình thích thiết kế của chiếc áo này. Hình đằng sau cũng rất là chất nha. Em ơi, lấy manh hai cái quần này cái. Lấy cái này mặc cặp với pha bồ ơi. Đúng rồi, cái đó em cũng có nữa. Ừ, thì anh lấy mặt cặp với em mà. Lần này cũng có Hoang chuẩn bị áo size của mình nữa, do đó mình sẽ join cái challenge này cùng với tất cả mọi người. Không giống như ở phần 1, đối với những cái brand lớn thì sẽ không có size của mình, nhưng mà đối với local brand thì các bạn biết là có một cái rạp riêng size của mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tham quan cửa hàng và ngoài ra cũng sẽ shopping nha mọi người. Thì ở đây chúng ta có những cái quần oh wow. Thì đây chính là cái quần có một cái line màu đen ở bên hông. Và tiếp theo đó chúng ta có cái này là chất liệu gì Hoang? Cái áo quần kaki mọi người. Và ngoài ra ở đây có những cái quần short nữa, hôm trước mình rất là thích, nhưng mà Hoang nói là đợi khi nào restock thì Hoang mới có thể làm được size của mình. Tại vì theo mọi người, đa số đồ của Bad Habit á mình có rất là nhiều á, do đó thì mình nghĩ là chắc là mình chỉ review cho mọi người xem. Cái quần này mình cũng có đó mọi người. Và tiếp theo đó thì ở đây chúng ta có những cái áo khác. Đây cũng là một cái áo thun đến từ Bad Habit, có một cái chú thỏ đằng sau, một cái áo thun màu đen, những cái print màu hồng rất là đẹp, một cái chữ Bad Rabbit, một cái chú thỏ. Và ở mặt trước thì một lần nữa chúng ta có cái logo và một cái chữ Bad Rabbit. Ô, cái này là cái sản phẩm mới của họ nè mọi người. Hôm qua lúc mà mình có xem ở trên cái website đó thì mình thấy đây là hai cái sản phẩm mới trong cái collection mới. Đây, hai cái áo nhìn rất là đẹp mọi người. Và Danh đang mặc một cái áo jacket của Bad Habit, một tan rất là đẹp. Tiếp theo đó thì chúng ta có những cái áo khác. Chúng ta có một cái logo của Bad Habit ở mặt sau với lại một cái màu gradient từ màu xanh, màu tím cho tới màu hồng. Oh, bad is not bad. Ngoài ra chúng ta có một cái áo có một cái chữ Bless 3M nè mọi người. Bad Habit ở ngay phần cầu vai, vào cái logo Bad Habit và những cái print lửa. Màu này
Ở đây chúng ta sẽ có những cái hoodie đến từ Bad Habit, một cái áo hoodie màu đen, tất cả print đều là màu vàng The Bad. Và ở đằng sau thì chúng ta có cái signature của Bad Habit. Đây chính là hai cái túi của Bad Habit, một cái túi sách của nữ và một cái ba lô của nam, với những cái họa tiết, những cái logo của Bad Habit. Rất là hợp cho các bạn mà chuẩn bị back to school, tụ trường đó mọi người. Tại vì chắc chắn các bạn sẽ cần là một cái ba lô, một cái cặp táp để đi học. Ok, thì đây là cái áo mình rất là thích của Bad Habit. Ở mặt sau chúng ta có một cái chú chim với những cái họa tiết lá, rồi ngoài ra là một cái chữ ký, một cái signature của Bad Habit. Và mặt trước một cái viền của chú chim đó và một cái chữ ký một lần nữa. Đây là cái collection mới rồi mọi người, Paradise. Chúng ta có một cái mặt cười giống như cái mặt cười lúc nãy đó mọi người, nhưng mà đeo cái mặt cười đang chảy xuống dựa trên cái logo của Bad Habit, X, một cái con mắt và Paradise ở ngay phần cầu vai. Oh wow, nhìn mấy cái màu này nhìn summer vibe lắm luôn á mọi người. Và cái mình rất là thích về Bad Habit là tại vì các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta có cái chữ Bad Habit á, họ luôn dùng cái chữ này và để rất là nhiều những cái họa tiết ở trên đây. Nếu các bạn có xem cái video của mình thì mình từng review rất nhiều sản phẩm của Bad Habit, nhưng mà cũng giống như cái họa tiết ở đây nè mọi người, nhưng mà lại là lửa. Và ngoài ra thì họ có những cái tia chớp, những cái lightning nữa mọi người, màu tím. Cái áo này hôm trước mình cũng đã từng review trong cái video pick up hauls của mình, Good Boy in the Club, Good Boy with Bad Habits. Với lại ngoài ra thì mình không biết là những cái sản phẩm mà lát nữa mình chọn xuyên suốt cái video này thì sẽ có size của mình không. Nhưng mà nếu mà không thì chắc chắn là mình sẽ nhờ Hoang làm riêng cho mình một cái áo đó size của mình. Nhưng mà nếu có thì chắc chắn là mình sẽ thay ra và có những cái slow motion, những cái montage, những cái đoạn b-roll cho các bạn xem. Và đây là một cái áo Sick Fame Bad Habits. Cái là Falling của Bad Habits. Mình có áo này màu tan và cũng là cái áo đầu tiên mà Hoang gửi tặng cho mình. Đây là cái áo mà lúc nãy mình nói với mọi người nè. Bad Habit, và đây là những cái họa tiết lửa, nhìn rất là đẹp luôn á mọi người. Giống như mình hay nói là play around với lại những cái họa tiết, những cái chữ, những cái logo Paradise phiên bản màu trắng. Màu hồng mà trên một cái nền tan rất là đẹp mọi người. Good Boy in the Club. Lúc nãy thì Danh đã chọn ra cái áo này nè mọi người. Chúng ta có một cái fake pill với một cái mặt cười nằm ngược lên. Pac-Man. Một cái áo Pac-Man nè mọi người. Never Grow Up. Hôm trước mình thấy cái áo này ở trên website, mình rất là thích. Không biết là Hoang có chuẩn bị không, nhưng mà cái áo này cũng rất là đẹp mọi người. Một cái áo màu vàng rất là match với lại cái túi hôm nay mình đeo. Và ngoài ra thì ở đây họ có ba lô, có nón, có rất là nhiều. Và đây là một trong những cái ba lô đến từ Bad. Wow, một cái ba lô màu đen, những cái pocket trong suốt màu cam đen. Và ngoài ra là có nón nữa mọi người. Wow, ở đây có một cái ba lô khác nữa, lúc nãy mình không thấy. Một cái ba lô màu grey, đỏ và có những họa tiết lửa ở đây, rất là match với lại cái áo lúc nãy mọi người. Ok, thì chắc là bây giờ mình sẽ đi shop thôi, tới lúc mà chúng ta phải đi shop rồi. Ngoài ra là đây là một cái ba lô mà hôm trước Hoang đã gửi tặng cho mình để mình có thể giveaway cho mọi người. Chắc là mình sẽ đi shop cùng với lại mọi người và sau đó để xem ngày hôm nay chúng ta mua được gì với lại 1 triệu nha. Let's go. Và chắc chắn là mình sẽ lấy hai cái áo này. Một cái Sick Fame và một cái Unicorn. Rất là dễ thương, rất là summer vibe với mọi người. Giống như mình nói từ đầu video này thì mình không chắc là những cái áo thun mà mình chọn xuyên suốt cái video này sẽ có size của mình, và chắc chắn là sẽ không có quần rồi mọi người. Do đó thì chắc là hôm nay mà những cái áo Hoang chuẩn bị cho mình trùng hợp với những cái áo mà mình chọn cho cái challenge này á, mình sẽ thay cho mọi người xem. Và ngoài ra là những cái áo mà không có trùng thì mình vẫn sẽ thay, nhưng mà đây sẽ là hai cái sự lựa chọn đầu tiên của mình, Sick Fame và Bad Habit. Và chắc chắn là sẽ không có xin mà mình hỏi anh ơi ở đây có size XL không, tại vì không có đúng không. Và chắc chắn là mình sẽ chọn cái này, mặc dù mình biết là Hoang không có chuẩn bị cái áo này size của mình lúc nãy trong cái scene trước mình có hỏi, nhưng mà mình vẫn sẽ lấy, tại vì đây sẽ là sự lựa chọn của mình. Và đây là cái áo Falling mà hôm trước mình nói với mọi người là Hoang tặng cho mình, áo đầu tiên. Một cái áo nhìn rất là dễ thương luôn mọi người, no fashion, những cái hình cây kẹo, rồi chú vịt và do not work, chill and play, homies and bad habits. Chắc chắn là chúng ta sẽ lấy cái này. Có thể mình lấy khá nhiều tại vì mình biết là không có size của mình. Do đó thì challenge chỉ có 1 triệu thôi mọi người. Và tất nhiên thì fake pill rồi mọi người. Tại vì đeo cái áo nhìn rất là dễ thương, một cái áo màu xanh. Một cái smiley face đang bị nứt ra. Và ở ngay phần ngực trái thì có một cái chữ fake pill. Ngực phải thì có một cái mặt cười đang nằm ngược lên. Và mặc dù cái challenge này chỉ có 1 triệu thôi, và mình thừa biết là sẽ không có tất cả những áo thun này size của mình, nhưng mà mình sẽ cho các bạn xem những cái sự lựa chọn ngày hôm nay của mình với lại cái challenge này. Ok, qua bên khu vực bên đây thôi mọi người. Thì các bạn có thể thấy là lúc nãy mình có cho các bạn xem cái áo này, một cái áo nhìn rất là summer vibe mọi người. Tại vì chúng ta có một cái màu gradient từ màu hồng cho tới màu xanh, palm tree, một cái chiếc xe có một cái logo và những cái khói đang cháy ra khỏi
những cái bánh xe nè mọi người. Mình chọn mà không có size của mình thì chắc chắn là mình sẽ nhờ Hoang làm riêng size của Fable. Và hai cái chiếc áo thun hai chú thỏ này cho collection mới mà hôm qua mình đã thấy trên cái website của Bad Habit. Và xuyên suốt cái video này thì mình sẽ để hết tất cả những thông tin chi tiết từ Starbucks cho tới cửa hàng của Bad Habit ở ngay số 93 Rạch Bùng Binh, Instagram, Facebook và website ở ngay dưới phần miêu tả và nhạc của video để cho các bạn có thể vào và tham khảo. Mình có rất là nhiều áo của Bad Habit và đây là những cái áo mà mình không có của Bad Habit. 2, 4, 6, 8 và 9 cái áo thun. Hoan xem trong 9 cái áo này có cái áo nào mà Hoan chuẩn bị có size phù hợp, nếu không thì chắc chắc đặt. Ok, cảm ơn Hoan. Và cuối cùng sau 30 phút ở tại Bad Habit thì ba anh em mình cũng chọn ra được một outfit hoàn chỉnh với cái budget là 1 triệu. Nhưng mà đối với lại mình á, chúng ta không có quần size của mình, do đó thì mình đã mua 3 cái áo thun trong 4 cái áo mà lúc nãy mình đã thử trong những cái scene trước. Tại vì budget của mình chỉ có 1 triệu thôi mọi người, do đó mình rất là muốn pass cái challenge này. Và để xem hôm nay ai sẽ pass và ai sẽ fail. Và chúng ta sẽ bắt đầu với lại anh Lâm đầu tiên. Hôm nay xem anh Lâm chọn được gì. À, mình chọn được một cái áo với logo Bad Habit màu hồng và sau lưng có họa tiết kiểu bản đồ thế giới, nói chung là phối màu rất là ok, cùng với một cái quần short màu hồng với logo con thỏ đặc trưng của Bad Habit luôn. Tiếp theo đó thì Danh. Mình thì chọn cho mình một cái áo thun của Bad Habit, có một cái logo của Bad Habit ở đây và một cái hình in đằng sau rất là đẹp, và một cái jacket chiếc quần màu tan cùng màu nhau. Và cái cộng dây chuyền của Danh đang mang rất hợp với cái áo thun luôn mọi người. Dạ, một con Pokemon mình rất là thích. Và đối với lại mình thì mình chọn được 3 cái áo thun giống như mình nói. Và ngoài ra ở đây thì các bạn thấy trong cái scene trước, mọi người ai cũng chọn rất là nhiều outfit cho mình. Kết thúc cái video này với một outfit, tại vì budget chỉ có 1 triệu thôi mọi người. Đối với loại anh Lâm thì có thể mua được thêm một cái áo nữa. Mời các bạn xem một cái đoạn B-roll, một cái đoạn montage outfit của ba anh em mình đã chọn ngày hôm nay, để mọi người có một cái nhìn rõ hơn về cái outfit 1 triệu challenge dành cho Bad Habit. Let's go! Và trong cái scene lúc nãy thì các bạn cũng thấy là một cái B-roll, một cái montage của ba anh em mình mà cái outfit đã mua được ở tại Bad Habit với lại 1 triệu. Nhưng mà có thể là sẽ có người pass và sẽ có người fail. Nhưng mà bây giờ tới lúc chúng ta phải thanh toán và để xem ai pass và ai fail. Anh Lâm sẽ bắt đầu thanh toán trước, với lại ngoài ra là anh Lâm sẽ được hai cái quần short với lại một cái áo thun. Còn Danh là một cái outfit lúc nãy là vừa cái budget hoặc là cái cái jacket, cái áo thun với cái quần short. Ok, thì bây giờ thanh toán mọi người. Và ngoài ra thì mình sẽ mua 3 cái áo thun để mình có thể pass cái challenge này. Và ngoài ra những cái áo thun, Hoang ơi, mấy cái áo thun lúc nãy mà Phù nói với lại Hoang, Phù lấy 9 cái á, mà cái nào mà không có sai Phù thì làm tính tiền luôn. Ok, nhưng mà cái challenge này không có tính nha mấy bạn, chỉ tính 3 cái áo thun này thôi. Ok, thanh toán rồi. 920.000 cho một cái áo thun và hai cái quần short. Và một cái áo thun là 320.000, còn hai cái quần short, mỗi cái quần short là 300.000 đó mọi người. Không có vậy, không có vậy nha. Còn của Danh là một cái short, cái áo thun với lại một cái jacket. Dạ, của anh tổng là 1.150.000 ạ. Okay. Lúc nào cũng lúc nào cũng fail hết, phá cách. Fail. Cho em mượn cái bill, cảm ơn. Và một cái áo jacket lúc nãy là 530.000, áo thun là 320, còn quần short là 300 đó mọi người. Tất cả áo thun đều là 320.000, do đó thì bây giờ mình sẽ thanh toán 3 cái áo thun của mình trước, sau đó thì mình sẽ thanh toán những cái áo thun còn lại. Ok, 1 triệu thì mình chỉ lấy 1 triệu ra để có budget cái ngân phí ngày hôm nay thôi. Và chắc chắn là mình pass rồi mọi người. Nhưng mà ít ra lần này á là sẽ có 2 người pass, còn hơn là lần trước 2 người đều fail hết. Và có thể là cái tập thứ 3 là Danh sẽ fail một lần nữa, tại vì Danh rất là thích phá cách. Còn Lâm là hôm nay đi về dư được thêm cái quần short nữa mọi người, tại vì chúng ta sẽ mua cho đủ cái budget. Và thật sự nha, đối với lại cái budget 1 triệu chúng ta có thể mua rất là nhiều ở tại đây. Giống như các bạn thấy là mình mua được 3 cái áo thun, anh Lâm mua được một cái áo thun, hai cái quần short. Và Danh thì bị over budget một chút xíu, nhưng mà có thể có một outfit hoàn thiện đó mọi người. Danh gửi cảm ơn. Giống như mình nói thì mỗi cái áo thun là 320.000, tổng cái hóa đơn của mình là 960.000 đó mọi người.
Và đó chính là một ngày mà mình shopping ở tại cửa hàng Bad Habit. Và đây chính là Hoang và vợ của Hoang. Thì lần nữa cảm ơn Hoang với lại hai chồng hôm nay support qua quay cái video này. Và chắc là bây giờ mình, anh Lâm với anh Danh sẽ ra ngoài và outro cái video này giống như mọi lần nha mọi người. Và đó chính là phần 2 của cái series outfit mùa hè với 1 triệu ở tàu local brand có tên là Bad Habit. Và chắc là bây giờ mình sẽ outro cái video này và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo nha mọi người. Và mình hy vọng các bạn enjoy cái video này. Và nếu các bạn thích cái video này thì hãy để lại dấu like nè. Kéo vào dấu like có dấu subscribe, smash dấu subscribe đó luôn. Kéo vào dấu subscribe có chuông nhỏ nhỏ các bạn biết rồi đó. Hãy nhớ vào cái chuông đó để nhận notification từ YouTube mỗi lần mình đăng video mới lên. Một lần nữa mình là Phan Nguyễn và đây chính là DJ74 man. Yeah, mình là Danh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace out.